mình sẽ có một cái design của Justnail mới nha. Đây là những cái sticker, đây là những cái sticker nha. Đây là những cái sticker thì mình sẽ làm rất là dễ dàng cho cái design này. Đây, những cái design hai hải độ hai chị. Ok, đây là cái sticker mà Christine dán xong rồi đắp bột lên nha. Đó, những cái design này rất là thuận tiện cho mình khi mà mình làm design cho khách. Hai Linh Nguyễn, hai anh Hải Đỗ. Đây là cái sticker rất là dễ dàng cho mình làm cái design ha. Và cái màu gel. Và hôm nay cô xin giới thiệu cho mọi người sắp rồi. Cái gel này rất là dễ vẽ ha. Và mình sẽ làm một chút xíu với màu của Justnail, với những cái sticker mà cô xin có của công ty ha. Của công ty Justnail. Đây là những cái sticker rất là dễ làm. Đó, nó có sẵn từng dây rồi, mình không có cần cắt nữa, xé ra mình dán vô là mình sẽ làm được những cái design vậy ha. Những cái design này á, mình không có cần kỹ thuật nhiều, mình chỉ cần dán lên nó đắp bột lên là được. Và hôm nay mình có sử dụng những cái tông màu của Justnail ha. Đây là những cái màu có trong cái màu set ombre 15 màu. Đây là những cái màu có trong set ombre 15 màu của Justnail nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ha. Cái màu rất là dẻo và rất là dễ đắp nha mọi người. Hai Eric, hai Aaron, hai Duyên Hoàng, hai Tâm. Có nha Linh Nguyễn. Em nhắn tin cho chị nha, chị sẽ gửi những cái list cho em có cái gì mang theo đi học, hoặc là khi mà em đăng ký rồi đó, em chụp cái hình nền Facebook để chị add vô cái group lớp học nha. Khỏe không mọi người? Hai Rùa Con, hai Phương Lê, hai Em, hai Smile, hai Melanie. Đây là cái design mà Christine đã làm xong ha, rất là đơn giản thôi, mình chỉ cần phối hợp những cái màu với những cái sticker này rất là dễ dàng cho các bạn khi mà design cho khách rất là thích ha. Đó, hai Mát, hai Heo Nồi, hai Melanie, hai Lim Win. Đó, mình chỉ cần dán vô và mình để cái design lên thôi, design rất là đơn giản ha. Đây là những cái design mà khách nó yêu cầu thôi. Ok yeah, ok Linh Nguyễn, yeah. Giờ gửi lần lại cho Christine nha. Nhiều khi tin nhắn nhiều quá, tin nhắn của em nó bị trôi á. Sorry em nha. Ok, và mình sẽ đi cái này ha. Đây là những cái màu mà Christine có trong cái set ombre 15 màu. Những bạn nào khi nào mình có rồi đó, những cái màu này mình có thể phối với nhau ha. Rất là dễ thương. Mình sẽ cho cái bột qua đây ha. Hai Tony, Trần, hai Anh, hai Loan, Võ nha. Đó, mình sẽ đắp cái màu này ha. Cái màu này rất là đẹp ha. Cái màu này là cái màu số 7 ha. Màu ombre thuộc màu số 7. Có kim tuyến luôn, màu đen mà có kim tuyến ha. Mọi người thấy nó rất là sáng luôn. Khi mà mình sơn top lên rất là sáng ha. Mình nhẹ nhàng đẩy sâu cái deco. Hết bột rồi. Hai Hải Đỗ, thank you. Hai Danh Đi, hai Em Mì Đặng. Đây là cái màu số 7 ha. Màu số 7 có trong ombre của Justnail. Và màu rất là dễ đắp ha. Những cái màu này có sẵn kim. Cái màu này là có sẵn kim tuyến rồi. Cái màu này rất là hot đây. Hai anh Kevin. Đây ha, màu rất là dễ đắp nè. Đó, mọi người thấy không, rất là dễ đắp nha. Màu rất là dẻo luôn. Hai Phương Năm, Thủy Thác, hello hai, hai Bình Nguyễn, hello Bella Trần. Đây là cái xếp móng nhọn ha, cái xếp móng nhọn.
vì cái page Instagram của Christine á nhiều cái móng nhọn quá, nên nó đến khi khách lên á là nó thích cái shape của mình và nó đến với mình thôi. À, hi Brenda, thank you. Hi Daniela, hi Bình. Và cái ngón này thì mình sẽ kết hợp phối hợp cái màu up white với cái màu gray lợt nha. Mình sẽ cho cái đường nối thật là mỏng thôi. Đó, mình nhẹ nhàng vuốt cho cái bột nó xuống ha. Hi Hana, hi Steven Tone, hi em. Hi Cường Phạm, hi Cindy Phan, hi chị Thúy Nguyễn. Đây là cái mọi người thấy rõ không? Hi, thank you chị. Màu rất là dễ thương ha. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng tông màu trắng, đen và silver. Ngón này thì mình sẽ làm hello Cường Phạm, hai Tony Nhân, hai chị Trang Lê nha. Ngón này thì mình sẽ làm ombre thôi, gray với màu trắng nha. Và cái ngón này thì mình sẽ đi cái màu gray và mình sẽ apply cái màu đen lên ha. Ombre đen và glitter. Hôm nay mình sẽ đi một cái design đơn giản thôi ha. Rất là đơn giản. Design cũng đơn giản. Thế là xong ha. Mình sẽ apply cái màu số 7 này ha. Rất là dễ làm ombre luôn các bạn nè. Rất là dễ làm ombre vì nó có cái kim tuyến á. Mình rất là dễ dàng làm ombre ha. Khi mà cái người khách yêu cầu màu đen á. Mình làm cái màu đen này nè. Có kim tuyến lên rất là dễ dàng khi mà mình làm ombre đúng không? Vì nó có kim tuyến á. Với lại cái màu này khi mà mình đi một mình á, một ngón cũng rất là đẹp ha. Thế là mình xong. Đối với cái tay này thì Christine sẽ không có đi sát quá ha, vì cái da tay của người khách rất là mỏng rồi. Rất là sát rồi, đó là lát mình vũ là sẽ chảy máu ha. Vì cái da rất là mỏng rồi. Và cái ngón này thì mình sẽ đi một màu đen thôi. Hai Ngọc Châu, hai anh Tài Quỳnh, hai yeah, thank you Emmy Đặng, hai chị Thu Nga. Màu rất là dễ thương ha, những cái màu này á là có trong cái set ombre ha mọi người. Có trong cái set ombre là 15 màu nha. Gồm có màu số 7 nè, màu số 10 và một cái màu đen. Màu đen cũng nằm cũng có trong đó luôn ha. Linh, hai Phan Thanh Toàn, hai Linh Nguyễn ha, có một số sản phẩm á thì là sẽ lấy order về ship nha Linh ơi. Một số sản phẩm tại vì nó nếu mà đến sớm thì sẽ còn ha, nếu mà trễ nhiều khi á bán hết á thì nếu mà không có là mình sẽ lấy order và về ship cho nha.
hai cái màu đen ha. Mình đen thật là vừa thôi. Lát nữa là mình sẽ đi cái sticker nha. Mình sẽ dán sticker lên đây. Hai Bình, hai Thi Dân, hai Thâm Mì Bảo. Đây là bột hiệu của Just Nail nha các bạn. Đây là bột hiệu của Just Nail đây. Đây, đây là cái hộp của Just Nail ha. Cái bột này mà mình vừa có thể dip vừa có thể đắp ha. Thấy không, các bạn thấy bột rất là dẻo đúng không? Đó, mình có thể vừa đắp vừa dip luôn nè. Mọi người thấy bột rất là dẻo mà đắp vẫn rất là tốt ha. Thấy không, Christine đang đắp. Bữa sau là Christine sẽ dip cho mọi người coi ha. Mình sẽ dip cái bằng cái móng dài vậy nè. Mình sẽ dip móng nhọn luôn ha. Bữa sau là Christine sẽ dip ha. Sẽ làm một bộ dip cho các bạn xem. Làm cách mà làm móng dài á. Đây mình sẽ đi màu silver ha. Hai Mickey, hai Sophia, hai Chí Nguyễn, hai Trung Quang. À, được nha, khi nào em đến lớp á, chị sẽ tư vấn cho em những cái đầu dụ ha. Đó, và em chỉ cần mua những cái đó thôi là em có thể xài cho tất cả rồi đó. Đó, nó sẽ không có cần nhiều nhưng mà chị sẽ tư vấn cho em ha, những cái cần thiết. Đó, chị sẽ tư vấn những cái cần thiết thôi là sẽ giúp được em vừa tiết kiệm mà vừa có. Ok, yeah, em có thể lên online order ngay bây giờ cũng được nha. Yeah. Bây giờ thì mình sẽ dán những cái sticker lên nè. Hai Phạm Quân, thank you em Linh. Cái bột này á, mình vừa có thể dip vừa có thể đắp nha. Bữa sau là Christine sẽ dip cho mọi người xem nha. Hôm nay thì mình sẽ đắp. Và khi dán cái này là Christine sẽ phải tháo bao tay ra nha. Vì nó dính cái bao tay quá là mình sẽ không có dán được. Đây mình sẽ dán thôi. Hai Bình Nô là một set là bên hiện tại công ty là có set màu ombre là có 15 màu nha. Set ombre là sẽ có 15 màu. Và set cái màu á, vừa đắp vừa dip á, là sẽ có một set là 38 màu và một set 50 màu nha. Và tùy theo các bạn chọn cái set nào ha. Cái set 38 màu hiện tại rất là hot ha, hàng mới có thôi. À, những cái màu rất là đẹp. Đây khi mà mình dán xong á, là mình sẽ lấy cái tay vuốt ha, vuốt cho nó đều lại, vuốt cho tay. Thank you Sophia, hai LC Trương, hai Khoa Nguyễn. Đó, sau đó thì mình sẽ cắt nha. Mình sẽ lấy cái mình cắt. Mình sẽ cắt bớt đi. Hai Jennifer, Christine đang sử dụng bột hiệu của Just Nail nha. Đây là hũ bột của Just Nail mọi người. Đây, bột Just Nail. Và cái ngón này đây ha, mình sẽ làm giống như cái ngón bên kia cho mọi người thấy nè. Đó, mình sẽ giữ ở đây. Đó, mình sẽ kéo ở đây nha. Khi mà mình có những sticker này như vậy á, mình có thể là dễ dàng design cho khách ha. Mình chỉ cần dán xong là mình sẽ đắp bột lên, như vậy thì nó sẽ last long hơn. Đúng không?
không dính rồi. Mình sẽ lấy cái miếng khác. Chị bùi nó lên đúng không? Đây ha, những cái miếng này mình xé rất là dễ ha. Mình rất là dễ xé nè, mình xé từng dây như vậy ra. Hai chị Trần, hai em Katie. À, giá mỗi set bao nhiêu để mình order? À, bạn lấy set nào ha? Bạn lấy set bột cái nào? Bạn lấy set bột nào? Bạn lấy set bột là hả 38 màu hay là set bột 15 màu hay là 50 màu ha? Đó. Bạn có thể vào trên website justnail.com ha, để mình coi những cái set bột màu. Ờ, xếp bột màu 38 hiện tại là đang sale là giá là đang sale là giá còn 570 ha. Khi mà các bạn mua cái set đó 38 màu, các bạn sẽ được tặng một bộ đầu dũa nha. Một bộ đầu dũa gồm 5 cây nè. 5 cây đầu dũa ha. Và được tặng thêm hai chai top rất là bóng của Chanel nữa. Hi Alice Nguyễn. À, bột hai Jennifer, bột vừa đắp vừa dip á, một hũ là 15 đồng nha. À, hiện tại là 15, đang sale còn 15 đồng một hũ nha, là 2 ao ha. Đây ha. Đúng. Sau đó thì mình sẽ dán tiếp một cái dây nữa, hay là mình có thể dựng đây cũng được nếu mà mình không dán tiếp, đúng không? À, mình sẽ design theo cái ý của mình muốn. Khi mà mình có cái dây đó, mình design, mình dán vậy á thì nó rất là tiện cho mình. À, đối với vì nếu mà mình dán ở ngoài thì nó rất là dễ bung ha. À, còn mình dán xong mình đắp hộp lên rất là dễ, nó sẽ được rất là last long. Mà khi mà mình có những này á, khách người khách của mình rất là thích ha. Đây là design rất là dễ ăn tiền đối với một người khách nè. Bây giờ thì mình sẽ đắp bột cover nó nha. Mình sẽ phủ một lớp bột clear ha. Một lớp bột clear mỏng thôi, vì cái này nó dán rất là dính. Đó. Mình sẽ phủ một lớp bột clear thật là mỏng. Mình phủ một lớp bột clear mỏng lên đây ha. Đó. Hai anh Đại, hello hai, hai Stephanie. Mình phủ một lớp bột clear mỏng qua cái sticker này. Nó sẽ không có, vì cái sticker này á, nó làm á, là cho mình nó dán dưới móng, nên là khi mình đắp bột clear lên á, là cái nền của nó là sẽ không có bị chảy ha. Một số foil á, khi mà các bạn dán lên á, nó bị chảy tại vì nó mỏng, nó không có keo ở dưới, nó chỉ là làm cho mình dán foil thôi. Còn cái sticker này á, là nó làm cho mình này làm design ở dưới á, ở dưới móng á, hoặc là mình có thể dán lên trên sau đó mình sơn treo cũng được á, vì nó có keo ở dưới á, và cái bề mặt của nó là nó được phủ một lớp bóng. À, nên là nó không có giống như foil nha. Hai Thảo Hồ, hai Mai Trần, hai anh Cang Trần. À, đây là cái cọ mà Christine đang sử dụng là cọ số 14 nha. Đây là cọ số 14. Giá một set cho 38 màu là 570 nha anh Bình. Anh Bình Nguyễn. Đó, một set là 570 nha. Đây
how to sticker. Vậy là mình xong cái phần này. Giúp chị đẩy mấy cái. Christine đang đắp cái móng thiếp nha. Đây là những cái móng thiếp thôi, không phải là đắp form ha. Nhưng mà cái màu đen nằm trên 50 màu á, 50 màu trên á. Cái hũ màu đen nằm trên 50 màu nha. Hai với anh Trần, hai Nguyễn Thúy Hồng, hai anh. Đó, giờ mình chỉ cần dũa thôi ha. Mình sẽ làm giống cái bên này là mình đã xong rồi ha. Đó, đây là một cái design đơn giản, rất là đơn giản thôi. Đó, khi mà mình có thể là design này mình cũng có thể là áp dụng cho cái móng ngắn của mình ha. Heo về chưa? Heo về kêu giúp chị đổ xăng đấy. Hết xăng rồi. À, được nha, để Christine đánh cái web cho mọi người nha. Đó, just nail. À, website là justnail.com nha. Đây, Christine có đánh cái website đó ha. Đó, mọi người có thể vào online mà mình kiếm những cái sản phẩm này rất là mới ha. Đó, và Christine thấy rất là tốt, giới thiệu với mọi người nha. À, chưa được về nha. Dạ. One more. Don't pick the pinky one. Vì đến khi mà Christine đắp bột á, là mình chăm sóc cái cuticle và những cái khác, nên là đến khi mà mình dũa xếp á, mình tiết kiệm được rất là nhiều thời gian ha. Có em. Đây mình chỉ cần dũa nhẹ thôi nha. Vì cái độ tiếp mà nhọn này á, nếu mà mình dũa mạnh á thì nó sẽ bị gãy nha, nó sẽ bị ngắn đi, nên là mình sẽ cố gắng vừa khi mà mình vừa kéo tới đây thôi đó, mình sẽ dũa cho nó thật là nhẹ thôi ha. Mình sẽ dũa. Hai Sandy, khỏe không Sandy? Hai Sang Trần, hai em.
hầu như là khi mà mình lấy xếp xong á là cái bộ nail của mình á là đã sắp xong rồi ha. À, bây giờ mình chỉ cần á vụ cái phần cuticle thôi. Mình sẽ qua cái phần design ha. Vì hôm nay cái design của mình thật sự rất là đơn giản thôi. Nên cái thời gian của mình làm line cũng ngắn, sắp xong rồi. Hai Tin Tin, hai Vi Bình Nguyễn, hai chị, hai Kim Trừng. Dạ sẽ được thôi chị nha. À, cái design này rất là đơn giản, khi mà mình làm cho móng ngắn á, cũng có thể làm được ha. Không có nhất thiết là mình phải làm trên cái móng dài này. Tại vì những cái sticker này á, bây giờ là trên Just Nail là có 7 màu ha. À, những cái thường á, cái silver với cái màu gold á, mình rất là dễ phối màu nè. Mình có thể làm trong cái móng ngắn ha. Hai Y Bình Đào. Dạ em khỏe nha, thank you chị Vivian. Chị khỏe không? Chúc mọi người cuối tuần của tối thứ bảy vui vẻ nha. Những cái đó, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Hôm nay là thứ bảy rồi đó, ngày mai sẽ là chủ nhật nha. Dạ à, có gì chị order nha, hoặc nếu mà chị có thắc mắc gì á thì cứ gọi cho em nha, em sẽ help mọi người. Ờ đúng rồi, khi mà anh Phong Mì Trần, khi mà Christine nói á, khi mà dũa nhẹ là cái chỗ này ha, cái chỗ mà độ nhọn này nè, khi mà nếu mà mình dũa mạnh quá là nó sẽ bị bay mất, dễ bay mất cái độ nhọn như vậy. Nên nó đến khi mà hả mình dũa tới cái phần này nè là mình sẽ đi nhẹ thôi, đúng không? À, mình sẽ đi nhẹ thôi. Còn nếu mà mình dũa mạnh như vậy là nó sẽ bị méo, hoặc là cái độ nhọn này nó rất là dễ bị mất đi. À, khi mà mất đi á, nó sẽ làm cho cái móng của mình nó dễ bị ngắn, đúng không? Và nó cái độ nhọn của mình mất đi, nó sẽ không có đẹp ha, nó sẽ không có đều. Còn lại nữa, khi mà trước khi Christine làm á, là mình có lấy xếp sẵn rồi, nên đến khi mà em á đắp bột á, Christine đắp bột á là mình chăm sóc hai bên hông á, nên là cái bột nó cũng không có ra nhiều và nó cũng không có bị ra da everything nhiều quá, nên là đến khi mà Christine dũa là nó cũng không có cần ra sức mạnh quá. Nên là Christine nói là mình dũa nhẹ vừa thôi đó, và tới cái phần độ nhọn này là mình dũa nhẹ thôi. Và chỗ này các bạn có thể dũa tùy theo cái sức mà của mình mà mình muốn, đúng không? À, nếu mà mình dũa nhẹ thì mình sẽ dũa lâu, còn nếu mà mình dũa mạnh á, chỗ nào dày á mình dũa mạnh thì nó sẽ xuống nhanh hơn, đúng không? Còn nếu mà mình dũa nhẹ thì mình sẽ xuống lâu hơn. Còn nếu mà mình không có dũa như vậy á, vậy nên nó phải tùy theo ở sức mạnh lực của tay mình điều chỉnh mình dũa thôi. Christine nói là cái đầu nhọn này ha, đến đây là các bạn sẽ nhẹ thôi. Đó, mạnh quá là mình sẽ mất đi cái độ nhọn này nha. Ô, lấy giùm chị cái máy treo đi. Em đổ xăng giùm chị không? Ừ, à, lấy máy treo giùm chị cái. Máy treo chị dưới đất á. Ừ, lấy cũng được. Đưa qua đây. Hai Karen Nguyễn, hello. Hai Hải Hà. Thôi khỏi đây, lắc chế độ cũng được. Hi, em Brian. À, bây giờ mình sẽ design ha. Mình sẽ design cái này. Mình sẽ design cái bông này giống như vậy ha. Okay.
cái này là màu treo nha, Christine sẽ design trên treo. Đây là cái bông ha, khi mà các bạn đi cái bông á, muốn cho nó ra được cái hình hai cái rành nguyện, nó ra được giống như vậy á, giống như vậy đúng không? Cái chỗ bông này á sẽ dài, còn cái chỗ đường lai nó sẽ mỏng đúng không? Mình sẽ đi cái chỗ đường cái đi ở đây trước nha, mình sẽ đi đây trước nè, thấy chưa? Đó, mình sẽ từ ngoài vào trong và sau đó mình sẽ kết nối hai cái đường lai lại với nhau, kết nối hai cái đường lai lại với nhau và nó sẽ ra, đó nó sẽ ra là chỗ này đậm, đó, chỗ này dài, chỗ kia mỏng, ha. Đây, mình sẽ đi từ ngoài vào trong nè và mình nối ở đây lại với nhau thì nó sẽ ra. Đó, mình kéo lại một chút xíu. Đây ha, thế là mình xong cái cánh bông này. Đó. Lấy cái máy. Cắm giùm chị. Bên này cắm giùm. Hết chỗ hả? Ở dưới đi, cắm ở dưới đi. Đó, cái bông nó chỉ là đơn giản như vậy thôi. Và cái ở đây cũng vậy ha. Đó, cái bông này cũng vậy. Mình sẽ đi cái ngoài trước, mình sẽ kéo từ ngoài vào trong. Đó, muốn có cái độ này nhọn mình sẽ nhẹ nhàng đi cái cây cọ của mình ra ngoài ha. Đó, mình sẽ có cái độ nhọn của cái bông. Cái bông này rất là đơn giản ha. Đó. Mình sẽ đi từ ngoài ha. Không biết xe bị thô chưa nữa, hôm nay đậu cái chỗ kia kìa. Khi mà mình đi cái nó bị dính rồi. Tôi chỉ mượn cái acetone. Treo này là Christine đang test ha. Treo này rất là tốt. Christine test rồi nó rất là tốt ha. Đây là của Just Nail, treo này là của Just Nail ha. Đây là sản phẩm của Just Nail Christine đang test ha. Và trong vòng không bao lâu nữa là sẽ có cái treo này ha. Đó, treo này rất là dễ vẽ. Đây mình sẽ vẽ lại ha. Hai Trương Quỳnh Anh, hai chị Phương Lâm, em cũng không biết khi nào á chị sẽ qua lại bên khách sạn nữa. Chắc có thể là chị ở bên Dallas hay là Houston. Đây ha, treo này rất là trắng. Khi mà mình đi á, một đường lai nhẹ thôi là nó đã ra cái đủ màu trắng như ý rồi. Đúng không? À, mình có cái màu treo này á, mình dẹ nó mới nó mình không có cần đi nhiều lần. Đi sáng dạ chị, chắc tụi em sẽ quay lại sớm ha chị Phương Lâm. Hai cái Linh Trương, hai Alice, hai em. Thank you anh Kevin. Ok tiếp. Dạ đúng rồi, cái màu treo này rất là dễ dẹ ha. Màu rất là đậm nè, màu rất là vừa cái ý mà Christine muốn giới thiệu cho mọi người ha. Màu rất là đẹp. Đây là cái màu treo mà sẽ có rất là sớm của Just Nail ha. Lấm tiền chưa? Hai. Rất là dễ dẹ ha, nó không có đặc quá mà không có lỏng quá. Nó rất là đứng ha, nó rất là đứng làm cho những cái đường lai của mình nó sẽ theo ý của mình lắm.
nó rất là theo ý của mình ha. Nó không đặc lắm và không có lộng quá, các bạn thấy không? Đó, Quỳnh xin kéo một cái đường thật là nhẹ thôi, và những cái màu nó rất là rõ. Mình không cần đi lại hai lần ha. Treo này rất là chất lượng về cái màu sắc. Hai chim, hai khanh Quỳnh. À, đây là cái màu treo này là của Chanel ha. Đó, Chanel đang thác cái màu này nhưng mà rất là vừa ý ha. Đó, và sẽ có sớm cho bạn ha. Hai Abby Fan, hai Tiffany Nhiêu, hai anh Steven Danh, hai Huy, hai Thi Nguyễn. Kiss me. Đó, đây là cái màu mà sẽ có rất là sớm trong website của Chanel ha. Hiện tại thì chưa nha. Đó, các bạn cho Chanel một chút xíu thời gian ha, để kiếm những cái sản phẩm thật là tốt để giới thiệu cho mọi người nha. Đó, cái design này là của người khách đem hình tới nha. Đó, Christine vẽ cho nó giống ha. Thank you anh Steven. Hi AB fan. Okay. Đó, đây là cái màu treo đã thành công ha. Đó, Chanel đã test thành công và sẽ màu không đậm quá và cũng không có lợt nha, màu rất là tốt. À, mình chỉ cần vẽ một cái line thôi là hả, cái màu đó đã rất là rõ rồi ha. Đây mình vẽ đâu nó nằm đó luôn nha. Đó, mọi người thấy không? Đó, Christine vẽ đâu thì nó nằm đó. Cái màu không có đậm quá, không có đặc quá và không có lỏng quá nha. Rất là dễ vẽ nè. Đây ha, vẽ đâu thì nó nằm đó nè. Nó không có chạy nên nó sẽ không có về lại với nhau. Với lại này mình chỉ cần đi một lần thôi đó, là nó sẽ gọn đã được rồi. Inside. Đúng rồi, Katie vẽ xong máy, Christine sẽ sơn top lên cái này ha. Đây là cái treo vẽ, mà treo vẽ thôi, nhưng mà chị sẽ để vô máy nha, và sơn top treo nữa. Vì cái design này là sơn top treo nha, đây không phải là treo đặt, đây là treo vẽ live work thôi. Dạ đúng rồi Ruby Phạm, hai em mì chương, đây là Christine đang vẽ treo nha. Đây là cái màu treo sẽ có trong vòng một tháng của Chanel ha. Đó, màu rất là đẹp. Túi tụi nó đem về chưa? Em coi coi. Em coi chưa có, em lấy giùm chị cái. Hai Jenny Nguyễn, hai Hoa Nguyễn. Đó, bây giờ là mình xong cái hai Ruby Phạm. Cái treo này hiện tại là chưa nha, trong vòng một tháng nữa là Chanel sẽ có trong cái website ha. Hai Lexi Nguyễn, hai Eleni. Cái bus này Christine đang sử dụng á, là lúc trước đó là Christine mua ở bên Việt Nam nha, còn đây thì Christine kiếm không có thấy, nhưng mà công ty đang test những cái bus này nha. Tại vì Chanel muốn ra cái sản phẩm nào cũng thật là tốt ha. Cũng thật là tốt cho mọi người. Không có tốt là Chanel sẽ không có ra nha. Inside ready? You inside ready? Ok. Đó, đây là cái treo vẽ live work nha. Mình sẽ sơn cái top lên ha. Top này là của Chanel, rất là bóng. Đó, thank you chị Sương Mai. Còn đây là cái đây là cái sticker ha, rất là dễ nè. Đó, mình về là dễ làm cho khách mà dễ kiếm tiền nữa. Đó, những cái design này nè
Đó, rất là dễ làm cho khách và dễ kiếm tiền nha. Design đơn giản thôi, rất là nhanh, đúng không? Đó, làm rất là nhanh. Vậy hả? Ok, ngày mai ha. Ngày mai chế đưa em ha. À, có đem ra cho em đó. Ok, inside. Đúng rồi, treo hai cái delay vẽ treo vẽ khác với treo thường. Đúng rồi nha. Những cái màu treo thường á, những cái màu nó rất là lợt, mình phải sơn 2 nước tới 3 nước nó mới ra nên nó mình dụng vẽ không được. Cái này là just nail test, cái sản phẩm này á, là chuyên cho vẽ. Chuyên cho vẽ nha. Rất là tốt. Cái màu nó rất là chuẩn, rất là ưng nha. Mình chỉ cần vẽ một cái đường line nhỏ thôi là nó cũng đã ra cái màu rất là đậm. Đó, nên mình cũng khi mà mình vẽ mình sẽ không cần vẽ đi vẽ lại nhiều lần ha. Nó sẽ làm nhòe đi khi mà mình vẽ nhiều lần á. Nó sẽ làm nhòe đi cái design của mình ha. Đó, làm cho nó không có đẹp. À, Christine đang sử dụng cái màu gel của ombre á, màu ombre treo, màu ombre 15 màu á, trong cái set ombre 15 màu nha. Đó, màu silver, cái này là màu có màu số 7 nè, có màu số 10 và một cái màu đen. Đó, Christine không có nhớ số nữa, mới đem đi cất xong nè. Bây giờ thì mình sẽ chấm cái lưu nha. Đó, vì cái design này gần kết thúc rồi, mình chỉ cần chấm một chút xíu sơ thôi. Nên là mình sẽ sử dụng cái glue ha. Mình sẽ sử dụng cái glue của Just Nail để mà chấm cái diamond cho cái người khách này. Và mình sẽ sử dụng cái diamond của Just Nail nha. Ok. Một xíu quá sáng. Cái bông này mình chỉ cần chấm một viên bự thôi. Khi mà mình sơn top, cái top của Just Nail á, khi mà các bạn muốn chấm diamond á, mình khi mà mình sơn top rồi, xong hết rồi mình để máy, mình vẫn có thể chấm cái diamond nha. Đó, đây ha, mình xin sẽ chấm diamond cho mọi người xem. Cái của Just Nail có thể chấm diamond nha. Mình sơn xong cái top rồi đó, mình chấm diamond được nha. Đây, mình xong rồi đó ha. Đó, và mình sẽ cho cái ở đây mình cái cuticle cho cái diamond, cho cái cuticle vào đây. Đó, hôm nay cái design của mình đơn giản không? Đơn giản và nhanh ha. Cái những cái design này á, mình chỉ cần vẽ một chút xíu, sử dụng một chút xíu glitter và sử dụng một chút xíu diamond. Đó, một chút xíu sticker, nó sẽ làm ra những cái design đơn giản. Đây là những cái design hàng ngày nha. Đó, hàng ngày mình làm khách mình sẽ gặp nè. Đó, nên hôm nay là Christine muốn chia sẻ những cái design này thật là đơn giản ha, mà rất là dễ kiếm tiền luôn. Mình có gì mình sẽ chia sẻ cái đó nha, từ đơn giản đến phức tạp luôn á. Đó, nói chung là mình làm cái gì hằng ngày thì mình sẽ chia sẻ cái thực tế thôi. Đây là những cái design mà hằng ngày mình sẽ gặp phải nè. Và đây nữa là mình sẽ cho nó một chút fancy, nên là Christine sẽ cho một chút xíu diamond vào cái đầu móng nha. Hai Nguyễn Hiền, hai Kevin Cao, hai chào mọi người. Hai Sarah U, hai Quý Von. Chúc cả nhà có một buổi tối cuối tuần thật là vui nha. Rất vui vẻ nha. Đó, và ngày mai sẽ là ngày chủ nhật nha. Ngày mai là ngày chủ nhật rồi đó. Và đã hết một tuần nha. Hẹn gặp các bạn trong cái lớp Kali. Kali một tuần nữa nha. Một tuần nữa sẽ gặp mọi người tại Westminster ngày 13, 14, 15, 16 nha. 13, 14, 15, 16 và cái ngày 13 thì là nhằm ngày chủ nhật ha. Sẽ có một cái demo mini demo của công ty Just Nail, và hẹn gặp mọi người ở đó để giao lưu và chia sẻ những cái sản phẩm ha. Đây ha, trong cái ngày demo đó
Hai Kyle. À, dạ đúng rồi chị, làm ombre nha. Hai Lan An, hai Hoa Nguyễn, hai. Dạ đúng rồi, Christine đang làm ombre ha. Đó, bây giờ là mình sẽ cho cái ngón cái một viên diamond thôi. Đây là cái bộ nail design đơn giản và không có nhiều quá, không có nhiều design, không có cầu kỳ quá ha. Hai Naden, hai Mimi. Bây giờ là Christine sẽ chụp hình cho mọi người thấy nha. Ok, đây là cái Just Relax, show up everybody. Đây là cái nail design ha, đơn giản thôi ha. Mọi người thấy không, mình chỉ cần những cái design đơn giản như vậy thôi. Cái này là mình sẽ gặp hàng ngày. Đây mình sẽ gặp hàng ngày ha, những cái design này mình sẽ gặp hàng ngày luôn. Ok, cảm ơn chiều mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong cái lớp Cali nha, ở trên Westminster đó. Mình có thể là đi đó ăn uống, sau đó là đi tham quan show của Just Nail nha. Hy vọng gặp mọi người. Đó sẽ là một ngày rất là đẹp trời ha. Ok, thế là mình xong cái bộ design này ha. Just like this. Like this. Close. Hello. Đây ha. Ok, bye bye. Thank you mọi người nha. Không nha, cái này không có rớt hộp nha. Vì trước đó là Christine có chấm cái glue, super glue của Just Nail á. Mình nhấc cái diamond lên, mình chấm một chút xíu vào cái glue ha. Sau đó thì nó sẽ, mình chấm vô cái nhấc, để vô cái chỗ mà mình muốn, mình để cho nó khô là nó sẽ không có bị sốc, rất là last long ha. Ok, bye bye mọi người. Chúc mọi người cuối tuần đi dễ, bye bye. Thank you.